Linh Chi thua võ sĩ Uzbekistan. 2024 là năm chứng kiến võ sĩ trẻ Ngô Ngọc Linh Chi tiến bộ rất nhanh. Sau khi tốt nghiệp lứa tuổi 17 đến 18, Linh Chi bước lên nhóm tuổi Eli 19-40. Cô lọt vào cả hai trận chung kết quốc gia trong năm 2024 và đăng quang giải vô địch boxing toàn quốc 2024 nhờ vượt qua Nguyễn Thị Thu Nhi ở trận chung kết. Đến giải vô địch boxing châu Á 2024, Linh Chi có hành trình tương đối thuận lợi. Cô tiến vào chung kết, chạm trán đối thủ Forilova Fazona, Uzbekistan. Màn so tài giữa hai võ sĩ ở hạng cân 48kg nữ diễn ra hấp dẫn, với thế trận chủ động thuộc về đại diện khu vực châu Á. Với đẳng cấp của một võ sĩ trẻ đã liên tục đăng quang tại các giải boxing U22 châu Á, cũng như lọt vào bán kết giải vô địch châu Á 2022, Forilova Fazona tỏ ra trên cơ so với Linh Chi. Dù không có lợi thế chiều cao, Fazona chủ động di chuyển để tìm kẽ hở và tấn công hiệu quả. Về phía Linh Chi, lối thi đấu tận dụng lợi thế chiều cao và tầm đánh đã không vận hành chân chu ở trận chung kết. Võ sĩ Việt Nam có phần lúng túng, cũng như bộc lộ điểm yếu trong việc xoay trở, phòng thủ trước lối tấn công thiên về tốc độ của Fazona. Kết thúc 3 hiệp đấu, Forilova Fazona vượt qua Linh Chi với tỷ số 4-1. Võ sĩ trẻ người Uzbekistan lần đầu tiên đăng quang ở đấu trường châu Á. Trong khi đó, Linh Chi đã có một giải đấu tương đối tốt, đồng thời hướng đến sân chơi quốc tế trong tương lai bên cạnh việc bảo vệ ngôi vô địch quốc gia. Phạm Văn Nam đối đầu võ sĩ Hàn Quốc tại One Championship. Tại One Friday Fight 91 chuẩn bị diễn ra lúc 19:30 phút ngày 13 tháng 12, Văn Nam sẽ đối đầu võ sĩ người Hàn Quốc Lee Seung Chun, được xem là thử thách khó nhằn nhất sự nghiệp của anh từ trước đến nay. Lee Seung Chun, biệt danh The Flash, sinh năm 1999. Võ sĩ Hàn Quốc bắt đầu sự nghiệp năm 2020 với một trận thua knock out kỹ thuật. Tuy nhiên, anh sớm thể hiện tài năng của mình khi liên tiếp 7 trận sau đó đều hạ gục các đối thủ. Kỹ năng của Lee Seung Chun đã được chứng minh là khá toàn diện khi có 2 cú sét thành công và 6 lần hạ knock out. Đáng chú ý, ở lần ra mắt One Friday Fight hồi tháng 8 vừa qua, Seung Chun chỉ mất chưa đầy 3 phút để hạ đối thủ Moises Ilogon. Topuria tuyên bố lên hạng nhẹ. Tạm biệt, hạng Featherweight. Đã 44 ngày trôi qua kể từ khi nhà vô địch hạng Featherweight của giải vô địch đấu võ thuật đỉnh cao UFC, Ilia Topuria hạ gục tên khốn nạn nhất Max Holloway một cách tàn bạo tại Abu Dhabi ở UFC 308. Xem những điểm nổi bật. Và sau trận đấu, có vẻ như Topuria đã lên lịch cho trận đấu tiếp theo của mình, trận tái đấu với Alexander Volkanovski. Vâng, có vẻ như kế hoạch đã thay đổi đáng kể vì hôm nay, thứ hai, ngày 9 tháng 12 năm 2024, Topuria đã xuất hiện trên podcast El Partidazo de Cadena Cope và tiết lộ rằng thời gian thi đấu ở hạng Featherweight của anh đã kết thúc. El Matador đã bị hỏi thẳng thừng rằng liệu trận đấu cuối cùng của anh với Holloway có phải là trận đấu cuối cùng của anh ở hạng Featherweight hay không, và anh đã trả lời, có chứ, chắc chắn rồi, chắc chắn là có.